Hay chào mọi người, em có cái cặp Tanaka gọi là bông, còn hay còn đặt tên là bông mắt tên Saban nha. Hàng này đều là hàng máy Saban, mã nó là 335 mọi người, một cặp nha mọi người. Wow, con này nắp sân nắp nhớt không có, con này thì đầy đủ, không có làm xích, còn mới lắm, nói chung vệ sinh nó còn mới lắm. Con này thì cây lam nó hư rồi mọi người, cây lam nó hư rồi. Bán đại đi, kêu hơi thử nha mọi người. Một cây đầu máy này này đây chỉ thiếu nắp xăng nắp nhớt thôi. Nắp xăng nắp nhớt này em cho em tìm cái cục sắt này em gắn vô cho nha, gắn cho đầy đủ nha, không có làm xích nha mọi người. Con này thì đầy đủ, con này thì là xích thì cặp này để cho mọi người cặp này để cho mọi người một triệu 1,6 triệu nha mọi người ha. Cặp này để cho mọi người 1,6 triệu đi, 1,6 triệu không bao ship nha. Mua thì mình chuyển khoản trong cái số tài khoản ở trong dưới phần mô tả đó, rồi nhắn địa chỉ cho em ship hàng ha. Còn số lượng này cũng còn ít nên em xả rẻ.